Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ phát động và ký kết thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì buổi lễ. Với sự tham dự của toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng, văn phòng của cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự và ký kết giao ước thi đua. Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở trong cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh với chủ đề Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Nội dung thi đua cho các phòng, văn phòng với 5 tiêu chí cụ thể như sau: thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định nội quy, quy chế của đơn vị và các quy định về văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy, có cảnh quan xanh, sạch đẹp. Bên cạnh đó, có 5 tiêu chí dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bao gồm tiêu chí về phẩm chất chính trị, tinh thần thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, đạo đức lối sống và lễ tiết tác phong. Tại buổi lễ phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn lực lượng đoàn kết và quyết tâm trên dưới một lòng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiến hành ký giao ước thi đua giữa các phòng, văn phòng thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian thi đua diễn ra từ năm 2019 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2025.